Chào mọi người, hôm nay Yến sẽ giới thiệu với mọi người một không gian mới. Thì đây là Trang 17. Thì đầu tháng này là trước giờ mọi người biết Yến là với là thương hiệu là gì, Yến là Trang 12. Thì bây giờ anh Yến sẽ có một cái không gian mới, đó chính là Trang 17. Thì từ đầu tháng tới giờ thì bây giờ Yến mới bắt đầu giới thiệu với mọi người. Thì hiện tại bây giờ Yến đang công tác tại Trang 17 nha. Thì ở đây có đầy đủ tất cả các mẫu xe luôn, nó không thiếu một cái dòng nào hết á. Thì Yến sẽ giới thiệu với mọi người các mẫu xe của nhà Dragon nha. Tại đây không gian nó rộng lắm nên nó trưng rất là nhiều các mẫu xe luôn. Thì từ ADV, Lexus cho tới những dòng sport, những dòng thể thao, nói chung là tất cả từng tập các xe đều có hết luôn, ngay cả có KTM luôn nha. Đó, bên mình luôn có KTM nữa. Thì bây giờ đi từ bên này qua đi, khúc này đi, mình sẽ đi từ khúc này. Thì các mẫu Ford Lexus thì bên Yến có những dòng 900. Thì ngay đó có này, Spectrim 900. Anh tiếp đi. Spectrim 900. Rồi có hai màu, màu đỏ với màu đen luôn. Nó nói chung là đầy đủ rồi. Một con màu đen này thì 359 triệu. Còn một con màu đỏ thì sẽ mắc hơn 6.6 triệu. Trời, 366.900. Rồi mình sẽ đi từ dòng nhỏ tới dòng cao của tất cả các dòng 900. Rambler 900. Em có cái mô này, đó, Rambler 900. Rồi, con này thì giá là 411 triệu. Giá bình thường của nó là 416 triệu chứ. Giá màu đơn, màu cơ bản sẽ là 405 triệu. Còn những các màu khác nó sẽ tăng thêm một chút xíu, là tầm khoảng 4 triệu đến 6 triệu 6 rồi, các màu nha. Rồi, tao thấy mày che cái ấy rồi nè. Rồi, quên đây. Quay ok nha, để đừng có che camera nha. À, giới thiệu sẵn là giới thiệu mọi người luôn, thì sẽ có những cái màu xe 2025 nha, đó là xe 2024 nha, sẽ về tiến trong những cái màu 2025 sẽ về từ từ. Thì đây là cái màu mà Yến rất là thích nè, Bonneville T100 màu 2025 nha, sáng ở trên nửa, màu cao ở dưới. Nhưng mà cái giá hiện tại bây giờ nó vẫn giữ giá cũ luôn là 422.500, không tăng nha. Xe 2025, tại xe 2024 giờ mình nhu cầu vài chiếc là hết rồi. Đó, bắt đầu về xe 2025 đó. Từ giữa tháng 6 năm ngoái tới giữa tháng 6 năm nay thì Dragon nó bắt đầu là chuyển ra các màu mới. Rồi 900 thì đó, đang có cái màu này, những cái dòng này. Còn kế bên đây là con Custom bản bản Edition nha, Final Edition, này là bản cuối rồi đó. Rồi bản này thì nó khá là đặc biệt, nó sẽ là nó là một cái bản đặc biệt so với những bản thường. Thì giá của cái bản này nó sẽ là mắc hơn những cái bản thường 22 triệu. Con này có giá 647 triệu. Okay. Rồi đó là con Custom. Rồi Custom là bản FE. Còn đây, là Bonneville T100 bản Edition nha. Con này nó đổi màu, ở phía trước là màu đen nè. Em quay màu nó đổi màu. Thấy không? Ở phía trước là màu đen, ở phía sau nó đổi màu. Con này được sơn thủ công nha. Đó, con này nó sẽ cao hơn bản thường luôn là 22 triệu. Giá là giá bản thường của nó là 579 triệu. Rồi. Đó là cái nên có đầy đủ các xe luôn. Nói chung là mọi người cần có xe gì ở đây Yến đều có xe cho mọi người xem hết luôn, không thì cũng dưỡng công dắt xuống dưới kho xem luôn. Rồi còn đây là cái dòng mà rất là nhiều mọi người anh em được ưa chuộng, mọi người có Triple, đó là con nghiệp Spectrim ngày 2, 77 ngày 2 cũng là Edition luôn đó. Em quay xe á cho mọi người xem nha. Bé này nó camera mà nó quay cũng có tâm lắm nha. Quay lên phía sau mọi người xem nè. Đó, con này nó cũng đổi màu luôn, là ở phía trước á là màu đen, ở phía sau sẽ là màu đỏ. Màu đỏ này người ta gọi là đỏ gì ta? Đỏ rượu không? Đỏ mận á. Đúng rồi. Con này thì sẽ nó sẽ mắc hơn bản thường cũng 22 triệu, 611 triệu. Bản thường của nó là 589 triệu. Nói chung là những cái màu Edison thì sẽ mắc hơn 22 triệu á. Ok chưa? Rồi, okay. Con khác đi camera. Rồi, quay sát bên nó đi tắt camera thêm một lần nữa. Em quay ngoài á. Rồi,
đúng rồi, quay đến đây là mọi người mới thấy. Nhưng mà đây là con bất ngờ màu, cái màu xe này xe 2024 nha, bản hai màu. Yến cực kỳ thích cái con này, để ngồi với mọi người xem. Bơ nha, đang có mẫu sẵn cho mọi người xem luôn. Đó, con này thì đang có bản thường sẽ là 625 triệu, còn cái con này hai màu này sẽ là 635 triệu 900. Ngoài ra anh em với lại là Bonneville Bopper này á, con này 1 yên, mọi người chắc cũng biết nhiều rồi, nói về dòng Bonneville của Bopper ấy. Bopper của dòng Trail mới thì ai cũng biết hết. Anh em với con này thì mình sẽ có con Speedmaster. Camera đừng đi qua đó nữa. Con này là con Speedmaster, nó cũng là anh em của thằng Bơ á. Mở con thấy anh chen nhau một máy chen nhau, nó chỉ khác nhau về một số chi tiết trên xe, nhưng mà nó có cái in sau, nó khác in sau luôn. Thì con này nó sẽ tiện hơn con Bơ một chút. Con này cũng có giá bằng con Bơ luôn, 631 triệu 900. Rồi con được Classic mình có không anh em? Trời ơi, con này thì mọi người cũng một thời rầm rộ đó ha, mọi người chắc cũng biết Scrambler 1002 bản X. Nó sẽ có bản E với lại là bản X luôn. Thì mà tại bây giờ hai đứa mình đang chung cái con bản X, thì nó có hai màu, màu đen với lại là màu đỏ. Thì xưa trước khi mà chưa có cái bản X này, nó có cái bản XC với bản XE thì giá sẽ cao hơn. Bây giờ hãng nó làm ra cái bản này thì giá rất là hợp lý, chỉ có 499 triệu thôi là đã sở hữu ngay một con Scrambler 1002 X, mà chiều cao y chỉ có 820 thôi. Nếu mà mọi người muốn rất là kiểu như là mấy anh em hay thích là chạy Scrambler nhưng mà chiều cao y nó quá cao, thì đây bây giờ hãng mới ra nó sẽ làm ra cái bản này đó là bản X á, chiều cao y nó thấp mà giá tiền nó lại vừa phải, nên ra nhiều bạn rất là ưa chuộng cái mẫu này, cái dòng này 499 triệu cho dòng Scrambler 1002 X. Nhìn vậy thôi chứ nó chỉ thay đổi qua ví dụ như là heo nè, heo Nissan với lại là phụt Masochi. Số cái điểm nên chi làm cho cái xe nó sẽ kiểu như là nó vừa túi tiền nhiều hơn, để cho anh chị em mà thích cái dòng Scrambler này chạm tới cái hồi trước giá nó cao, giá nó hơi cao chút xíu. Rồi thay vì đó, rồi đây nữa dòng bestseller. Con này nó tự sale nó luôn chứ không cần phải giới thiệu nữa, đó là Speed 400 với lại là Scrambler 400X. Rồi em quay bên đây nè, em quay cho mọi người xem nè, cái màu xanh này thường thường là ít á, con xa xa ra chút xíu này đó. Con này là con Speed 400, giá rất là mềm, 169 triệu. Nó có 3 màu xanh, đen và đỏ. Con này rất là ok, nói chung là mấy anh em mà mới nhập môn á, hoặc là những anh em cần một con xe nhỏ gọn để đi phố thì mình chọn con này hợp lý luôn, dưới 200 triệu, ra giấy Sài Gòn cũng có 185 triệu. Chọn con này. Rồi bên đây anh em mới nói là Scrambler 1002, anh hỏi máy lên cũng sao anh. Rồi Scrambler lượng nhầm Scrambler đó, mọi chi tiết đồ chơi trên xe đó có sẵn hết rồi, này đồ zin nha, được theo xe luôn. Thì con này cũng có 3 màu luôn, đỏ, màu đen với lại là màu xanh luôn độ. Con này được nhiều bạn trẻ thích lắm, ra giấy luôn 206 triệu, chuyển Sài Gòn hợp lý không? Quá hợp lý luôn. Còn cái sau đó nãy là một dòng model Lexus rồi nha, nói chung là không biết hợp lý không này đúng không? Scrambler 1002 XE có hiện tại ở dưới sân rất rồi, dưới kho rồi. Mình qua những con xe đây, con này là trai gần 660, con này hỏi giới thiệu anh em cũng biết rồi ha, 279 triệu, 275 triệu tùy theo màu. Đây nha, có một bản preview nữa là bản giới hạn á, bản đó thì nó sẽ mắc hơn một tí xíu là 9 triệu. Rồi Daytona 660 kêu chưa, con này thì đang có giá là 279 triệu 900, màu đen nha, màu đỏ nó sẽ mắc hơn một chút nha. Rồi bên đây Tiger Sport 660. Ê mày quay qua bên đây để thấy xe đâu mày quay đằng đi. Nè con này là màu, em quay xa xa ra để cho các bạn thấy nha, con này 299 triệu 900 cho bạn màu đen, còn riêng cái màu trắng này nó sẽ mắc hơn một chút. Rồi tiếp nữa, ê cái xe này 2005 nha, xe đời mới nha, màu này màu mới nè, cái màu này cũng màu mới luôn nè, bản này bản Tiger
Tiger 900. Bạn ra đi. Con này như thế nào? Mình giá mới được sao? Tăng nhà máy á, không được. Giá này giá sai rồi. Con này là bản 524.900. Còn này là con Tiger 1200 Rally rồi. Hai con này đều là xe mới về luôn. Ok. Sao rồi đi. Con này là con Triple, có con Street Triple này nó sẽ có hai bản, một bản RS với một bản là một bản R. Hiện tại bây giờ Yến có cái con này là con bản R. Con này dáng mềm nó có 300 mấy lần. Đó, con này con bản R nha. Còn bản RS nó sẽ mắc hơn, nó tới 451 triệu lần. Là cái bản RS đó nha. Còn bản R thì nó rẻ hơn. Đi con này mà mấy em mà mấy bạn từ tầm khoảng mấy bạn mà kiểu tài chính mà chưa đủ á để chơi cái bản RS á, thì mình chơi cái bản R này được rồi. Rồi con này thì là con Speed Triple 2 RR. Con này thì khỏi phải giới thiệu luôn, mấy mọi người nhìn xe đã biết rồi, phụ kiện trước sau ô điện. Nói chung là đồ chơi con này trên xe nó có sẵn đồ chơi luôn, nó rất là hợp lý. Giá con này nó cũng mềm nữa. Hiện tại con này đang sale nha, đang sale gần 200 triệu luôn. Sale giá như thế nào mọi người hãy liên hệ với Yến để sở hữu ngay con này. Con này hiện tại giá rất là tốt, Yến không tiết lộ ở đây. Rồi đây, con xe này khỏi phải nói luôn là rất là mọi người rất là thích nó, tại vì con Tiger 850 cũng là một cái dòng xe mà Dragon bán rất là chạy. Tại vì Tiger Sport 850 nhưng mà động cơ nó gần 900 nha, nó vừa nhẹ vừa gọn để đi phố, mà giá cả tìm chiếc xe ADV mà dưới 400 triệu của nhà Dragon thì con này hợp lý. Con này chỉ có giá 369 triệu thôi, nhưng mà đang được có chương trình cũng rất là tốt cho cái con này. Chút nữa bay quanh kia có con này về, mà về xe 2025 còn mới cho mọi người xem. Thôi sẵn xem luôn đi. Cũng là giá cũ nha, vẫn để giá cũ nha, mà xe 2025 luôn. Đây, hai màu mới, đó chính là màu đỏ với màu xanh. Màu đỏ. Rồi, con này là màu xanh. Ok ạ. Quay từ từ nha, coi chóng mặt nha. Ở sao? Mọi người thông cảm nha, camera mới nha. Bạn này bạn dễ thương lắm, nhiệt tình lắm. Đi đâu đi đó đó đi nãy giờ luôn nè. Đi quay xe đè đúng mấy cái. Ơi. Rồi, à sẵn đây, Yến giới thiệu với mọi người cái chiếc 900 bản Aveo này hiện tại đang sale rất tốt, rất là mạnh luôn nha. Tại vì xe này xe nói tồn kho thì kỳ cũng kỳ quá, mà tồn kho thiệt. Còn mấy con ở bên mình xả kho luôn. Thì bản này thì đang ưu đãi rất là tốt, 7x. Anh chị em nào mà chơi con này nè, thật ra nó sẽ có những option trên xe có sẵn luôn nè. Nó đồ chơi trên xe có sẵn luôn. Anh chị em nào mà đang tìm một con Aragon bản Rally Edition hoặc là một cái con 900 ADV nào đó mà muốn giá tốt á, liên hệ Yến thì Yến sẽ làm giá con này đẹp cho mọi người luôn. Ok ha. Rồi, về lại bên đây. Nãy giới thiệu không hết rồi. À, Yến có hai con xe lướt. Đây. À, ba con xe lướt, một con cấp kép. Con này là xe 2021, đi được 11.000 cây rồi. Thì con này cũng đang có giá sale là 5 tỷ. Anh chị em nào mà thích cấp kép á, xe lướt thì hãy liên hệ Yến lấy con này cũng ok nè. Giá 5 tỷ. Xe không bắt đi được 11.000 cây, 2021 nha. Xe này khách đi toàn là tour dài không nha, chứ không phải là, nói chung là đi một tour lớn xong rồi về đấy, là về để đổi xe khác để trải nghiệm. Rồi con này xe 2024 3 chứ 3 4 3, bản cũng là bản Aragon luôn, nó là bản GT 2900 chứ 2900 bản GT nha, bản GT rồi, bản Aragon Edition luôn. Con này thì đang có giá bán là 3x nhỏ, 3x trung chút thôi. Nhưng mà đủ cái là đi cũng ở đồ cũng thấp, không quá nhiệt, hình như là nhớ ăn bán là 10.000 hay sao. Chút coi lại, anh em nào mà quan tâm tới con này mà để đi tour xa, nó lên đồ chơi sẵn rồi. Có một những số đồ chơi cơ bản là lên khung đồ này kia rồi nè. Với lại cái miếng độn á, ở phía đây nè, cho kiểu như ngồi trước ở phía trước á. Tới lại anh em cũng nhỏ con. Rồi, xe lướt, tìm xe lướt nào tầm 3 ít, liên hệ con này. Ok chưa? Còn cái này thì khỏi phải nói rồi, cái này như là ý bán rồi. Dragon xe 2023 đúng rồi, đồ chơi lên full rồi, nguyên cây vô luôn, cây vô Akamoid luôn nè.
trời ơi, giá hết hồn. Mình con này giá ngon quá mà giá ok nữa, xe nó như mới luôn, mới chạy được có 1.000 mấy thôi. Tại vì thường thường xe mà siêu nước mà chính hãng nha, đi rất là nhanh, bán rất là nhanh luôn. Con này vừa mới đăng lên vài phút đó là khách chốt cọc liền, dành nhau mua luôn. Con này có 195 triệu, hỏi sao 660 kiếm được một con 660 xe lướt chính hãng là 195 triệu. Có gì cứ đóng hoa cứ lại kiếm miếng, có gì cứ kiếm miếng cái con xe này, đảm bảo không có thiệt. Mọi người nhìn thôi, ngoài là thích mua rồi, nó can spend à. Chủ xe tại một khi mà bên Yến đã thu xe cũ thì mình phải biết chủ xe như thế nào rồi mới bắt đầu check xe này kia rồi mới thu. Cái anh này siêu kỹ mà còn dễ thương, anh update lên con xe Volkswagen xe điện hai rồi. Hai siêu phẩm cái này nữa, hai siêu phẩm nha. Trời ơi, mình lia lừa từ từ thôi camera. Rồi Rocket thì mình sẽ có hai bản, một bản R và bản VT. Thì bản này là bản R, con này là Rocket 3 2.500 2.500. Thì cái bản ý sẽ làm một clip sau để phân tích hai cái vừa rồi là chỉ là có bay cũng nhiều rồi, nhưng mà sẽ có hai con khác bên đây sẽ chỉ là những cái khác biệt của cái dòng Rocket này cho quý khách xem. Thì bản này Yến đang cũng xem rất là nhiều, đã lên tới 200 triệu cho cái con này. Thì đang nó đang có giá là 869 triệu, thì giảm 200 là ngọt luôn, 600 mấy rồi, 669 triệu. Trời, ta học quá giỏi quá. Đó, 600 mấy thì mình có xe mới đọc thùng luôn. Đó thì anh chị em nào thích con Rocket này với cái giá mà trước nó hơi cao á, mọi người chưa sở hữu được á, thì hãy liên hệ ngay sở hữu để sở hữu ngay em nó nha. Tại vì kho còn vài con nữa là hết rồi đó, cái xe đó con này cũng bán rồi, mới nhầm tiền hồi nãy luôn. Ok chưa? Đây là bản R nó sẽ mắc hơn bản City chút xíu. Thì 899 triệu cho bản này, giảm còn 699 triệu. Ra giá luôn chắc gần 750 thôi. Rồi, còn gì không ta? À, còn mấy con AGV 1002, Explorer, rồi này kia. Nói chung là bên Yến sẵn đó là xe nha. Còn áo, quần, giày, dép, rồi này kia bên đây nhiều. Phần này phóc, bên Yến không có đã phóc nữa. Thì có phóc nè, rồi có những cái đồ để chạy xe đạp, giày dép này kia, nói chung là nhiều. Đó, mọi người thật ra là cái sự bên đây nó rộng á, nên nó trưng đầy đủ các xe luôn. Mọi người xem không, biết đứng phía sau này, nhìn ở phía sau này xe không? Đầy đủ cho mọi người xem. Rồi anh chị em nào thích dòng xe nào, mẫu xe nào thì hãy cứ liên hệ với Yến, Yến sẽ tư vấn với mọi người và cho mọi người một cái view đẹp nhất. Ok ha. À, địa chỉ mới của bên mình là số 3 Nguyễn Lương Bằng, quận 7 nha. Là cái trial đầu tiên á mà mọi người, nếu mà anh chị biết trước thì biết cái trial đầu tiên nằm ở số 3 Nguyễn Lương Bằng, quận 7. Bây giờ Yến và team của mình hiện tại đã có mặt tại trial quận 7 để mà phục vụ các quý khách. Ok nha. Bye mọi người, cảm ơn mọi người đã xem clip.